Em chào mọi người nhá. Hôm nay em chia sẻ với mọi người về cái cách nhận biết cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, cây trứng gà, cây vú sữa hoàng kim, cây hồng xiêm xoài và cây dổi ghép. Thực ra dạo gần đây thì có nhiều những cái trang mạng họ bán cứ cây nọ thành cây kia, ví dụ như cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, giá thực tế của nó là ở những cái nhà vườn bán lẻ là họ bán 800 đến 1 triệu 2 một cây giống cao 5-60 phân. Thế nhưng có những cái trang họ lại bán, họ cũng đăng cây hồng xiêm khổng lồ, thế nhưng khi họ gửi cho khách thì họ lại gửi cây hồng xiêm xoài hoặc là cây trứng gà. Đây em cho mọi người xem, đầu tiên là cây hồng xiêm ruột đỏ. Cây hồng xiêm ruột đỏ nhá. Cây hồng xiêm ruột đỏ các bác để ý này. Cây hồng xiêm ruột đỏ, cái ngọn của nó màu nâu và rất nhiều lông. Lá của nó như này. Lá của nó dài. Lá của nó thì gần giống lá trứng gà. Thế nhưng các bác phân biệt nó với cái cây trứng gà đấy thì đơn giản, tại vì cái ngọn của nó, cái búp của nó rất là nhiều lông và nó là màu nâu sẫm, nó nhiều lông nhé. Còn cây trứng gà đây, các bác thấy cây trứng gà đây, cây trứng gà lá nó cũng gần giống như là lá cây hồng xiêm ruột đỏ và vú sữa hoàng kim, nhưng cái cây nó của nó nhẵn, lá của nó rất dày, lá của nó được xếp rất là dày và màu xanh thẫm. Còn cây vú sữa hoàng kim thì như hôm qua em chia sẻ với các bác đấy, thân của nó rất nhiều lông. Ở trên những cái cây trưởng thành thì những cái ngọn chỗ nào non ấy thì nó cũng rất nhiều lông các bác nhé. Đây em để vào đây cho các bác xem quan sát này. Cây vú sữa hoàng kim và cây trứng gà. Và đây là cây hồng xiêm ruột đỏ. Đây các bác nhìn ba cây nhá. Còn đây là cây hồng xiêm xoài. Và đây là cây dổi. Cây vú sữa hoàng kim và cây dổi thì lá nó gần giống nhau. Thế nhưng để các bác phân biệt đấy, cây dổi thì cái thân của nó rất là nhẵn. Còn cây vú sữa hoàng kim thì nó nhiều lông như thế này. Em quay gần cho các bác xem cho để cho dễ. Lá thì đúng là nó gần giống nhau thật. Khi mà các bác mua, các bác chưa mua bao giờ thì các bác cũng không phân biệt được, rất là khó. Đây, cây hồng xiêm ruột đỏ đây ạ.